Bạn đã đến với bài báo cáo nghiên cứu khoa học với đề tài Một số vấn đề về giáo dục toán học gắn với thực tiễn. Nhóm thực hiện gồm có Diêu Ái, Huyền Trang, Quốc Trung, Kim Huệ, Ngô Thị Lan và Như Quỳnh. Đến với đề tài gồm có 4 nội dung: 1. Lý do chọn đề tài; 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu; 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu; 4. Nội dung nghiên cứu. Về phần lý do chọn đề tài gồm có tầm quan trọng của môn toán, Realistic Mathematics Education, chiến lược đánh giá hiệu quả, đề xuất nguyên tắc giáo dục toán học gắn với thực tiễn. Với những lý do trên, nhóm quyết định chọn đề tài một số vấn đề về giáo dục toán học gắn với thực tiễn. Dưới đây là một số hình ảnh minh họa về toán học trong thực tiễn. 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Phạm vi nghiên cứu ở đây là chương trình dạy học toán học ở bậc học. Đối tượng nghiên cứu là học sinh tiểu học sinh trung học cơ sở, học sinh trung học phổ thông. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu: để đề xuất một số nguyên tắc giáo dục toán học gắn với thực tiễn, định hướng cho việc đổi mới phương pháp dạy học và học môn toán. Chiến lược đánh giá hiệu quả của OMI được phân tích và tiếp tục phát triển trong luận án của tiến sĩ Van der Hoeve năm 1996. Ý tưởng này cũng được sử dụng trong chương trình sách giáo khoa phổ thông ở nhiều trường học của Hoa Kỳ với tên gọi Toán học trong ngữ cảnh, một trong những chuỗi sách giáo khoa liên hệ toán học với thực tiễn, định hướng cho việc đổi mới phương pháp dạy học và học môn toán. Về nội dung nghiên cứu gồm có ý tưởng cơ bản của Firenthal về OMI, khái niệm toán học hóa và mô hình hóa trong dạy học toán ở trường phổ thông, các cách tiếp cận OMI trong giáo dục toán và một số nguyên tắc của OMI. Ý tưởng cơ bản của Firenthal về OMI, Firenthal nhấn mạnh rằng cần đưa những vấn đề của thực tiễn vào chương trình dạy học ở trường phổ thông. Sau khi phân tích sự khác nhau giữa toán học với những khoa học khác, ông đưa ra kết luận rằng toán học có thể được dạy và học theo nhiều cách khác nhau ở trường học, giúp gắn kết giữa kiến thức toán học với thực tiễn. Firenthal coi toán học hóa là một đặc trưng cơ bản của toán học hóa. Toán học, ông phản đối dạy học toán bằng cách đưa ra những sản phẩm khoa học của toán học. Theo ông, toán học cần được dạy như một hoạt động khám phá lại tri thức toán học. Học sinh cần được học toán bằng cách phát minh lại những tri thức toán học. Đến với khái niệm toán học hóa và mô hình hóa trong dạy học toán ở trường phổ thông, toán học hóa, Firenthal coi toán học hóa là một hoạt động toán học. Ông giải thích rằng nguồn gốc của động từ toán học hóa là sự tương tự như các từ tiên đề hóa, công thức hóa, lược đồ hóa. Dylan định nghĩa toán học hóa là một hoạt động có tổ chức về cấu trúc. Ở đó, kiến thức và kỹ năng được sử dụng để khám phá các mối quan hệ cấu trúc, quy luật chưa biết. Mô hình hóa, Define Being, theo Edward Hamser, mô hình hóa toán học là quá trình chuyển đổi một vấn đề thực tiễn sang một vấn đề toán học bằng cách thiết lập và giải quyết các mô hình toán học, thể hiện và đánh giá lời giải trong ngữ cảnh thực tiễn, cải tiến mô hình nếu cách giải quyết không thể chấp nhận. Cụ thể hơn, mô hình hóa toán học là toàn bộ quá trình chuyển đổi vấn đề thực tiễn sang vấn đề toán học và ngược lại. Đến với sơ đồ hóa của mô hình hóa của Poland. Cách tiếp cận OMI trong giáo dục toán học gồm có 6 quan điểm. Đầu tiên, quan điểm nhận thức luận là cho rằng sự phát triển của lý thuyết toán học là bộ phận của quá trình mô hình hóa thể hiện trong bộ ba tình huống mô hình, lý thuyết. 2. Quan điểm thực tế là chú trọng đến khả năng của người học áp dụng toán học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn, giúp họ hiểu hơn về thế giới thực và thúc đẩy các năng lực. Quan điểm 3. Giáo dục. Quan điểm giáo dục chú trọng tích hợp mô hình hóa vào dạy học toán thông qua các ví dụ thực tiễn và mối quan hệ của chúng đối với toán học để xây dựng, hiểu các khái niệm và thúc đẩy quá trình học tập môn toán. 4. Quan điểm phản ánh, nhấn mạnh vai trò chức năng của toán học nói chung, của mô hình hóa toán học nói riêng đối với sự phát triển của tư duy phê phán của người học trước những tình huống trong cuộc sống. 4. Quan điểm ngữ cảnh là phát triển các hoạt động học tập cho phép học sinh hiểu được ý nghĩa của toán học thông qua các tình huống thực tiễn thường gặp trong cuộc sống hàng ngày. Cuối cùng, quan điểm nhận thức là cách tiếp cận mới về mô hình hóa thông qua phân tích
của các mô hình hóa và các kiểu tình huống khác nhau để nắm được quá trình nhận thức, xây dựng lại quá trình mô hình hóa của mỗi cá nhân, nhận ra những rào cản khó khăn của học sinh liên quan đến mô hình hóa. Một số nguyên tắc của OME, ở đây chúng ta có 5 nguyên tắc. Nguyên tắc đầu tiên là sử dụng ngữ cảnh. Bộ rãi định nghĩa, ngữ cảnh là một tình huống mà vấn đề được đặt vào đó. Nguyên tắc thứ hai, sử dụng mô hình theo xác định của Fieldenthal khác với mô hình toán học của Stitchland, phát triển ý tưởng trong ngữ cảnh để kiến tạo khái niệm mô hình của và mô hình cho năm 1985. Nguyên tắc 3, sản phẩm của học sinh được khuyến khích khám phá lại kiến thức toán học bằng chính con đường của mình. Nguyên tắc 4, tương tác trong OME được nhấn mạnh, tuy nhiên không vì thế mà bỏ qua hoạt động cá nhân. Nguyên tắc 5, lồng ghép, mạch kiến thức toán học được lồng ghép với nhau như đại số, lượng giác, hình học, giải tích dãy số. Chúng ta đi đến phần kết luận. Có nhiều nghiên cứu khác nhau về OME của các nhà giáo dục toán học trên thế giới. Sau những ý tưởng cơ bản của Fieldenthal, OME đã được áp dụng trong dạy học toán học ở trường phổ thông của nhiều nước trên thế giới. Bài báo cáo cũng làm rõ sự khác biệt giữa hai khái niệm toán học hóa và mô hình hóa. Quy trình vận dụng của chúng trong tổ chức các hoạt động toán học tùy theo ngữ cảnh của bài toán, chúng ta có thể sử dụng khái niệm nào cho phù hợp. Đặc biệt, mô hình hóa cũng được nhấn mạnh trong chương trình môn toán của Việt Nam nhằm phát triển năng lực mô hình hóa cho học sinh. Tóm lại, giáo dục toán học gắn với thực tiễn là một cách tiếp cận tích cực trong dạy học môn toán, theo định hướng của chương trình giáo dục học phổ thông mới và góp phần gắn kết kiến thức toán học trong nhà trường với thực tiễn. Đó cũng là bài báo cáo của nhóm em. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.